Phó giáo sư Nguyễn Trường Thịnh, phụ trách trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, vào chiều ngày 20 tháng 9 đã chính thức cung cấp thông tin liên quan đến vụ giảng viên khoa điện điện tử đã đuổi sinh viên ra khỏi lớp học trực tuyến trong video được đăng tải giữa tuần qua đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Phía nhà trường đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì sự việc gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho phụ huynh và sinh viên, nhất là trong giai đoạn hầu hết các trường học tại thành phố đang áp dụng hình thức học online. Vị giảng viên được nói cũng đã nhận lỗi, cho rằng do mình nóng tính, thiếu cẩn trọng trong việc sử dụng ngôn từ, xử lý tình huống sư phạm nên mới dẫn đến đáng tiếc xảy ra. Vị giảng viên này đồng thời cũng xin lỗi sinh viên đã bị ông đuổi ra khỏi lớp học. Một sinh viên đã từng học qua lớp của vị giảng viên này cho RFA hay. Thầy đó thì em có học rồi, em biết, tại vì em cũng trong cái lớp đó một lần thì thầy cũng gắt gỏng lắm. Nhưng mà học online thì thầy khác, thầy hiền hơn. Mấy bạn đó thì lần đầu học thì mấy bạn đó kiểu bị sốc văn hóa, hôm đó thầy cũng hơi nóng. Trong khi đó, nhiều sinh viên khi trao đổi với RFA đều cho hay không đồng tình với cách hành xử của giảng viên trong đoạn video đăng tải, bởi lẽ giáo viên mới là cái người mà phải bình tĩnh nhất. Cái bạn hỏi bài đó là mặc dù trời mưa thì bạn ấy vẫn hỏi lại, còn không thì em không thích học thì thôi em để thầy muốn nói gì nói, xong rồi em xem lại tài liệu là được rồi, em đâu cần hỏi lại làm gì. Lúc đó thì tốt nhất là thầy nên bình tĩnh, thầy giảng lại cái khúc này cho bạn, nó như này thì em thấy cũng đâu khó khăn gì đâu, mà cái cách hành xử của thầy vậy thì em thấy là không nên. Em nghĩ lúc đó chắc do thầy đang hơi nóng tính nên mới xảy ra vậy. Chứ em không nghĩ là giáo viên nào mà lại như thế với sinh viên. Thật ra nếu em ở trong trường hợp đó thì em cũng khó mà chấp nhận được cái việc đó. Tại vì em có cảm giác mà là mình bị xúc phạm. Thực chất là mình vẫn có học, vẫn có xem bài nhưng mà thầy lại không trả lời mà chọn cách khá là cứng nhắc. Cũng ảnh hưởng đến điểm số của em và cái thành tích học tập sau này. Nên là mấy vị như thế khá là khó chịu. Cụ thể, trong đoạn video được lan truyền ngày 17 tháng 9, một nam sinh đã xin giảng viên nhắc lại bài giảng vì không nghe rõ do trời mưa to. Tuy nhiên, vị giáo viên đã hỏi tên sinh viên rồi nói, xin chích. Rồi, để tôi cho anh ra khỏi lớp. Mưa to quá học làm gì, đi ngủ đi nha. Mưa to thì phải tự lấy tai phone để vô, chứ mắc mớ gì mưa to tôi phải giảng lại nhiều lần. Hết chích. Đây là một phần nội dung trong đoạn video dài 4 phút được sinh viên khoa điện điện tử thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải. Theo đó, dù sinh viên cho biết đã gắn tai nghe, nhưng vẫn nghe không rõ. Tuy nhiên, giảng viên này nói thêm, xin chích. Vậy thì làm sao học? Nghỉ học online đi nha. Hết chích. Sau đó, giảng viên đã đuổi sinh viên này ra khỏi lớp học online. Từng có 10 năm kinh nghiệm làm giảng viên Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Phạm Minh Hoàng vào tối ngày 20 tháng 9 chia sẻ với RFA rằng ông rất bất ngờ với cách hành xử của vị giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Cái nhận định đầu tiên của tôi đó là cái cách đối xử của một số thầy giáo, thầy cô ở Việt Nam đó, nó còn mang cái tính cách tưởng giả quá, có cái cách ban phát quá. Mà trong khi đó cái thời buổi của chúng ta học, nhà nước ở Việt Nam cũng hay nói là chúng cái học là phải học hai chiều, nghĩa là các em thầy cung cấp cho các em chia sẻ cho những kiến thức, đồng thời các em cũng có cái điều kiện để hỏi lại thầy, thậm chí là phản biện lại thầy, cái học đó mới là học tốt. Không chỉ vậy, trong lúc trao đổi với sinh viên, giảng viên này còn nói, anh chị có thấy là cái anh sinh viên mà vừa nói chữ không nhớ tôi vừa bóp cổ anh chết rồi. Qua đoạn nội dung video nêu trên, một nữ sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cách ứng xử của giảng viên phần nào đã xúc phạm sinh viên, không thể chấp nhận được. Kiểu như các bạn đó xin thầy giảng lại á, nhưng mà thầy có thể giảng lại nhưng mà thầy lại nói với bạn như vậy, xong rồi còn kiểu như là bắt mấy bạn khác phải nói là mình tên gì đó, xong rồi còn phải đủ giác quan các kiểu, thì em thấy kiểu như hơi bị sỉ nhục, kiểu như bị tổn thương á, tại vì mình cũng đóng tiền học cho đó mà bị nói vậy nữa. Đồng thời, bạn nữ sinh này còn cho rằng với những cư xử mà vị giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố thể hiện đã phần nào khiến sinh viên thay đổi cách nhìn đối với nghề giáo. Trước đó thầy có cống hiến gì đó nhưng mà bây giờ cái hình ảnh của thầy sau khi hành xử như vậy thì em thấy không còn đẹp nữa. Các bạn nào mà học thầy đó thì chắc cũng phải e dè lại một chút rồi, cũng sẽ hạn chế hỏi bài lại. Trong lúc chia sẻ câu chuyện của vị giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật nói trên, giáo sư Phạm Minh Hoàng cũng khẳng định.
mà Việt Nam mà vẫn còn tiếp tục những có những người thầy như vậy thì sinh viên và học sinh đó nó sẽ không coi thầy là không coi cái người đó xứng đáng để đứng dạy họ nữa. Và đối với tôi, người thầy đầu tiên trước khi truyền đạt kiến thức hàn lâm, Việt Nam vẫn có cái câu tiên học lễ học văn. Và người thầy như vậy thì tôi nghĩ là ông ta không có xứng đáng để làm người thầy nữa. Với lại nữa, tôi đã chứng kiến tận mắt tôi, những đồng nghiệp của tôi có những lời lẽ mà phải nói là không xứng đáng là một người thầy. Thì tôi đã từng chứng kiến được chuyện đấy, thì tôi đứng về phía của người sinh viên, và tôi không đứng về phía của nhà trường.